Hi, chào mọi người mình là Minh Chiết và rất là vui khi mọi người đã quay trở lại với channel Thổ Địa Canada và cùng với chuỗi clip mang tên là Kada không xa 101 cùng tìm hiểu về du học, cuộc sống và các vấn đề tại Canada Thì uh, hôm vừa rồi mình có nhận được một cái câu hỏi từ một bạn du học sinh là muốn mình làm một cái bài hướng dẫn về cách sử dụng các ứng dụng ngân hàng tại Canada để phục vụ cho các mục đích trong cuộc sống, ví dụ như là thanh toán, uh, học phí nè hay là trả cho các khoản tiền uh, điện thoại chẳng hạn hay là tiền nhà chẳng hạn. Thật sự là trước đây mình đã từng viết một cái bài viết rất là kỹ về cái hướng dẫn sử dụng cái app là cốt bank trong cái việc mà thanh toán những cái vấn đề trong cuộc sống ở Canada. Tuy nhiên thì cũng lâu rồi cho nên là có thể những cái bài viết như vậy nó sẽ trôi đi rất là xa rồi lạc trôi rồi. Nên uh, mình nghĩ là thôi như vậy thì mình sẽ quyết định làm một cái clip luôn để hy vọng nội dung sẽ cụ thể chỉnh chu hơn và nó cứ lưu ở trên cái cái YouTube của mình á. thì sau này là mọi người cần share cho những cái người có câu hỏi tương tự thôi thì rất là dễ để hỗ trợ nhau. Còn bây giờ thì mình cùng bắt đầu luôn nha. Ok thì đây là cái giao diện điện thoại của mình thì đừng có tập trung vào cái tấm hình phía sau ha, mình tập trung ở phía trước thôi. Thì mình có khá nhiều là cái ứng dụng uh, ngân hàng ví dụ như đây có TD Bank nè có Coucher Bank, có BMO là ba cái ngân hàng ở Canada mà mình hay sai Ngoài ra nó vẫn có những ngân hàng khác như là RBC hay là CIBC rất là nhiều lựa chọn cho các bạn. Và mỗi một ngân hàng nó sẽ có những cái điểm mạnh cũng như điểm yếu khác nhau. Với những TD thì làm việc 24 trên 7, Coucher Bank thì cái giao diện rất là dễ sử dụng, hay là cái BMO thì có thể cho bạn những cái hạn mức về credit cũng rất là rộng rãi. Ngoài ra mình vẫn còn giữ được cái Techcombank của Việt Nam lại uh, MB Bank của Việt Nam nữa ở đây. Rồi, thì uh, lúc trước mình đã làm về cái Costa Bank rồi thì bây giờ mình sẽ làm về TD Bank. Thì uh, đây là một trong những ngân hàng cũng được rất là nhiều bạn du học sinh Việt Nam uh, tin cậy và sử dụng ở Canada. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu luôn nha. Rồi đây là cái giao diện của TD Bank. Thì thông thường á uh, có thể là những cái ngân hàng sẽ khác nhau sẽ làm những cái giao dịch khác nhau tùy theo cái chiến lược của họ cũng như là cái đội ngũ uh, về design của họ chẳng hạn nhưng mà quy cho cùng nó cũng sẽ có bốn cái thành phần chính trong một cái uh, app ngân hàng mà các bạn có thể quan tâm đó là bốn cái chức năng phía trên là send money nè transfer, pay và deposit cái đầu tiên đó là cái send money á nó là bạn gửi tiền cho người khác ok hiểu sao thì nó là như vậy ví dụ như là mình uh, uh, đi ăn uống với nhau đi rồi một người bạn đứng ra trả tiền trước thì về là share lại số tiền đó và mình sẽ gửi cái khoản tiền phần của mình cho người đó chẳng hạn hoặc là một số bạn thì đóng tiền uh, hàng tháng tiền nhà đi thì cũng sẽ là send money cho landlord chẳng hạn ok cái phần thứ hai là cái phần transfer thì có thể nó sẽ gây ra lầm lạnh được cái chỗ á, là với cái ứng dụng CouchServe Bank thì transfer là chuyển tiền là send money với cái TD Bank á, transfer là mình chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng một cái account của mình ví dụ á uh, trong một cái account bình thường đó, nó sẽ có ba cái tài khoản thứ nhất là checking nè checking để hiểu nôm na là cái số tiền mình nạp vô bao nhiêu mình xài ra bao nhiêu là số tiền của mình ok rồi thứ hai là credit là tiền gọi là ghi nợ đúng không là mình sử dụng cái thẻ để mình trả trước sau đó là mình về mình phải thanh toán lại cho ngân hàng credit và cái tài khoản thứ ba là saving thì mình tiết kiệm tiền vào trong đó và có rất là nhiều cái loại hình thức saving ví dụ saving theo kỳ hạn hoặc là saving không kỳ hạn chẳng hạn thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm để hiểu thêm về cái này ha rồi cái loại thứ ba là pay bill bay bill thì giống tên gọi là mình trả cho những cái tiền hóa đơn ví dụ như hóa đơn điện thoại hóa đơn tiền nước tiền gas chẳng hạn hoặc là mình đóng tiền cho trường học tuition fee của mình mình cũng dùng pay bill và cuối cùng là deposit deposit này khá là hay ha là mình sẽ uh, deposit là mình đã hiểu hôm nay là mình nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của mình nhưng mà thông thường thì các bạn sẽ phải thường ra ngân hàng để mình nạp tiền cash tiền mặt trực tiếp vào nhưng mà ở đây thì bạn có thể deposit trực tiếp trên cái điện thoại của mình bởi vì ở Canada khi bạn đi làm thì nó có hai hình thức thanh toán của chủ cho mình thứ nhất là họ có thể direct deposit vào tài khoản của bạn là họ chuyển trực tiếp tiền lương vào thứ hai là những cái doanh nghiệp nhỏ hay những bạn đi làm bạc tham mà tiền nó tính theo giờ hoặc là theo tuần đó, thì thường chủ sẽ gửi cho bạn một cái tờ check check tiếng Việt gọi là chi phiếu thì lúc này bạn có thể đi deposit thông qua cái app điện thoại thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm hiểu về cái deposit trước ha rồi mình sẽ lần lượt đến các chức năng như là pay bill transfer và send money ok thì mình nhấn vào cái deposit rồi quan tới đây cũng có một cái rất là hay là face id thì bạn biết rồi, nó có rất là nhiều cái password mà bạn phải sử dụng, bạn phải nhớ ở Kada Password Facebook Password của điện thoại, password email, password của tài khoản trên trường, password của các ứng dụng ngân hàng Chẳng hạn Rất là nhiều Và không thể nào nhớ được Còn nếu mà bạn đặt password nó giống nhau hết thì có khả năng cao là khi bạn bị mất một cái là bạn mất hết hàng loạt Cho nên là có cái ứng dụng Face ID này cũng là một cái ứng dụng nó giúp mình à, Rất là dễ Để mình tiện lợi trong cái việc mình truy cập vào những cái tài khoản của mình thì các bạn nào mà xài iPhone thì chắc là biết ha nhưng mà trong cái mùa dịch vừa rồi ấy, thì ai cũng đeo mặt khẩu trang hết cho nên là Face ID đôi khi cũng cực nhưng mà đây cũng phải nói là một cái trợ thủ đắc lực trong cái việc mà giúp chúng ta ghi nhớ hay đăng nhập vào những cái ứng dụng mà mình sử dụng password rồi ở đây là cái giao diện của cái deposit nó sẽ có những thành phần sau đây thứ nhất là to account có nghĩa là mình sẽ nạp tiền vào tài khoản nào giống như nãy mình có ha checking nè seven và credit thứ hai nữa là amount ở đây mình sẽ ghi cái số tiền mà mình cái 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 tờ check của mình có ví dụ như mình được trả lương là 500 đô một tuần đi thì mình đánh vào đây 500 đô thì cái dở của cái td này á là cái phần amount này á thường là người ta nên làm cái dạng cái ô thì mình cái người đầu tiên xài người ta mới dễ hiểu là à mình phải gõ vào cái ô đó nhưng mà họ chỉ ghi không đô kế bên thôi nên rất là nhiều bạn nghĩ đây là cái số hiển thị và không có biết cách nào để nhập cái số tiền vào và mình cũng bị vài lần đầu tiên như vậy rồi. Thì ở đây bạn cần nhấp vào cái số 0 đô đó là nó sẽ hiện ra cho bạn cách để bạn gõ cái số tiền vào. Và đây nó có chức năng là mình nói hồi nãy rồi đó, chụp hình. Có nghĩa là bạn capture cái check của bạn. Rồi, nó có mặt trước và mặt sau cái check ha, bạn nhấn vào cái front rồi bạn chụp cái mặt trước, sau đó bạn nhấn vào từ back và chụp cái mặt sau rồi bạn chọn vào continue. Như vậy là mình có thể nạp tiền vào tài khoản của mình. Tuy nhiên ngân hàng nó có quy định là khi mà bạn nạp tiền bằng cái hình thức á, deposit bằng cái hình thức là bạn chụp như vậy á thì nó sẽ bending cái số tiền của bạn là nó holding chứ số tiền của bạn từ 3 đến 4 ngày tùy ngân hàng để làm gì để nó có thể confirm với người chủ của cái tờ check đó là à đúng tôi trả tiền cho cái bạn này đó thì tiền từ ngân hàng nó mới chạy vào trong tài khoản của bạn ok rồi bây giờ mình sẽ quay lại giao diện uh, cái bên ngoài ha quay lại chợ đầu mình sẽ đến cái phần là baby bill thì đây bạn thấy không có hai cái account hiển thị là check của mình và Saving account của mình nè. rồi bây giờ tới phần baby bill ha baby bill thì hôm nãy là mình có giải thích rồi nó là cái phần mà bạn sẽ thanh toán tiền cho à, ví dụ như là tiền học phí của bạn thanh toán nó nhà trường hay là thanh toán cho tiền gas tiền tiền điện hay là thanh toán cho cả cái hãng viễn thông nữa điện thoại của bạn thì bạn có thể add cái pay is now là mình add cái tên của cái công ty hay là cái cơ sở bạn muốn thanh toán ở đây ví dụ như muốn đóng học phí đi mình mình sẽ add là Humber College ở đây nó có sẵn ở trong cái cái list đối tác của cái TD rồi cho nên mình cứ add vào đó rồi pay account uh, là cái tài khoản của cái trường thì các bạn có thể là bạn dễ nhàng nhìn thấy cái tài khoản này ở trong cái invoice hay là cái hóa đơn mà trường gửi cho bạn ban đầu á nó thường sẽ có là tên của tài khoản ngân hàng nè rồi có cái account number của trường và có nhiều cái số khác như là số branch, rồi switch code nữa để bạn điền vào đây thì khi bạn chuyển tiền nó sẽ đến được với Humber College. Bây giờ đến phần transfer ha. Hôm nãy mình nói transfer rồi, transfer là cái phần là mình chuyển đổi tiền giữa các cái tài khoản của mình. Ví dụ như ở đây bạn thấy mình có ba cái tài khoản ha, là tài khoản checking nè, saving và cái TD Cashback đó là cái credit card của mình. Rồi và thì cần chọn cái tài khoản đi và tài khoản đến là xong. Rồi cái cuối cùng ha là cái Send uh, Money. Send Money này gọi là một trong những cái phát kiến vĩ đại nhất đối với bản thân mình thôi nha. Là lúc mình đi uh, du học là 2017 thì mình không có biết là ở Việt Nam có cái này chưa. Và mình không biết là bây giờ có chưa. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà chưa có thì tương lai gần nhất là Việt Nam sẽ sử dụng cái e-transfer này. À, trong những cái ứng dụng ngân hàng thì nói nông na ở Việt Nam đó, khi bạn muốn chuyển tiền cho một cái ai đó thì thường là bạn phải nhớ được cái số tài khoản người đó nè tên ngân hàng cũng như tên họ tên người đó nhưng mà giờ mình thử hỏi đi bạn nhớ được cái số tài khoản của ba mẹ bạn không hay là một người thân của bạn không rất là khó trừ khi là bạn đã lưu lại vô trong cái danh sách mà cái người thụ hưởng trong cái thẻ của bạn đúng không thì ở Canada nó có một cái là e-transfer có nghĩa là bạn sẽ chuyển tiền để cho người khác chỉ cần dựa trên cái email của người đó là được và mình thấy cái ứng dụng này vô cùng hay bởi vì mình là một người não cao vàng mình không có nhớ nhiều cho nên là khi là mình chỉ cần lưu cái tên người ta và cái email như vậy là đủ rồi rất là dễ ha ở đây bạn phải nhớ những cái thứ sau đây thứ nhất là from account cũng vậy là bạn muốn chuyển tiền nhưng mà bạn lấy cái số tiền đó từ đâu checking saving hay credit của bạn và two là select cái người nhận thì cái người nhận này thường là mình sẽ lưu trong cái uh, danh bạ điện thoại của mình rồi cho nên rất là dễ. Rồi. Trong cái trường hợp á mà bạn uh, không có cái tên cái người nhận đó ví dụ người này là mới đi thì bạn có thể nhìn thấy cái hình người có dấu cộng ở kế bên ở trên cái ứng dụng á, trên đầu cái ứng dụng ở góc phải á thì bạn chọn vào đó và bạn sẽ add tên cái người dùng này vào, cái người bạn muốn chuyển vào. Ví dụ đây mình lấy tên là Thử ha, cada không xa chẳng hạn đi cho mọi người hiểu cái cách làm. Nhớ là không có dấu ha. Rồi nó có một cái chức năng cũng hay đó là cái mobile là optional. Ở đây nếu bạn nhập số điện thoại của cái người bạn muốn gửi vào á thì khi bạn nhấn cái lệnh gửi tiền á thì nó sẽ gửi đồng thời một tin nhắn đến số điện thoại đó và một tin nhắn đến cái email tại vì bạn biết là có nhiều người không phải lúc nào người ta cũng check email thường xuyên đâu cho nên là nếu mà họ nhận được cái tin nhắn cái điện thoại nhiều khi nó sẽ dễ hơn để người ta biết là à có người chuyển tiền đến ha rồi à, à, khi mà bạn à, điền xong cái thông tin đó rồi á bạn chỉ cần nhấn là send money ở đây nó có ba chức năng nè send money request money cái cái send money thì ai cũng biết đúng không request money là trong trường hợp là cái người đó thiếu tiền bạn mà có thể là không phải họ cố ý mà họ quên ví dụ như đi ăn đi bạn đứng ra trả tiền và bây giờ là về share đều hết nhưng mà thấy lâu quá bạn này bạn không trả thì hay là bạn quên rồi thì mình nhấn request money rồi mình cũng cập nhật y như là send money vậy đó thì cái nó đưa ra một cái tin nhắn đến cái email hay số điện thoại người đó biết là mình đang request money thì họ nhớ họ sẽ trả cho bạn nó cũng rất là hay nó là dễ hiểu ha thì ở đây có một số bạn hay hỏi mình đó là nếu mà gửi qua email hay là số điện thoại vậy nó cũng nguy hiểm anh dễ bị mất cái thông tin đó ví dụ ai lấy được cái email của em chẳng hạn đi thì họ lấy được tiền của em thì sao thật ra cái đó là rất là hy hữu bởi vì bạn phải có thêm một cái bước nữa đặt password cho cái số tiền đó nghĩa là bạn có một cái password và bạn nhắn cho cái người bạn của bạn biết là à tôi đã chuyển tiền cho bạn đó cái password để nhận tiền là cái số đó thì bắt buộc họ phải cập nhập cái số đó vào trong cái phần trả lời câu hỏi khi mà họ nhận được cái email nhận tiền thì họ mới nạp vào được chứ không phải là ai cũng uh, thấy được cái email nhận tiền là đều có thể nhận tiền vô tài khoản của họ được à, và ngoài ra nó có một chức năng khác gọi là auto deposit có nghĩa là đối với những bạn mà mỗi ngày nhận mấy chục cái 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 chuyện tiền á à, của khách hàng chẳng hạn đi thì mình không có muốn là phải nạp tiền từng à, từng từ lần một á thì bạn chọn auto deposit thì ai chuyển tiền vào cái email của bạn cũng tự động nó nhận hết nó xếp hết nhưng mà có một cái khuyết điểm của cái cái dạng này á ví dụ với thổ địa Canada đi thì mình hay nhận được những cái transfer của những bạn nhờ mình làm những cái hồ sơ du học, visa du lịch chẳng hạn hay là gia hạn những loại giấy tờ đi Và nếu mình lỡ mình mình chọn cái auto deposit á thì đôi khi mình không biết được cái số tiền đó là do bạn nào chuyển với mục đích là gì bởi vì mọi mọi người hiểu không mình dùng cái mọi người dùng cái Facebook là một cái nickname mọi người lại dùng cái email là một cái tên khác đôi khi cái tên Facebook và cái tên email không có làm cho cái người nhận có thể nhận ra được bạn là ai hết và nhiều khi mọi người còn không ghi cái cái tin nhắn là à, chuyển tiền mục đích gì hết cho nên là rất nguy hiểm và cũng rất là lo lắng trong những trường hợp mà lỡ set auto deposit mà một cái số tiền lạ uh, vào trong tài khoản của mình bởi vì mình không biết là ai chuyển mình không biết là có làm chậm trễ cái hồ sơ của người ta hay không nên thường là mình sẽ chọn là dùng cái security question cho nó an toàn thì ở đây nó cho mình lập lại hai bước nhập cái uh, cái câu hỏi bảo mật ha rồi sau đó là mình sẽ hai lần là, là password rồi cuối cùng là cái email bạn chọn cái số tiền bạn muốn chuyển và cuối cùng là cái tin nhắn cái này optional thôi ví dụ như là lì xì tết hay là à, quà cho bạn chẳng hạn gì đó rồi bạn continue và bạn nhấn send money như vậy là số tiền nó sẽ mất đâu đó tầm 30 phút đến một tiếng nó tùy mạng nè tùy ngân hàng nên mình cũng không nói được nhưng mà thường là một tiếng nó sẽ đến thì mình hy vọng là thông qua cái clip này các bạn đã biết cách sử dụng hết các chức năng của những cái app uh, ngân hàng ở Canada phục vụ cho những đề vấn đề cuộc sống của bạn và nếu bạn thấy cái clip này hay bạn hãy like share subscribe và comment những chủ đề bạn mong muốn thì mình sẽ dành thời gian để làm cho các bạn trong một cái dịp sắp tới còn bây giờ thì cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.